Người dân xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ vẫn thường nói về ông Vũ Văn Ngoại, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh số 8 thôn Đa Quang, với nhiều tình cảm yêu mến và kính trọng. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, ông còn ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sau nhiều năm tháng cống hiến trong quân đội, năm 1977, ông Ngoại trở về địa phương. Dù là thương binh, nhưng ông vẫn luôn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ. Đi đầu trong các phong trào, ông đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng để trồng cây xanh ở trường trung học cơ sở Dị Chế, Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, sửa chữa trường học, lắp đặt điều hòa quạt hơi nước cho các cháu trường mầm non, xây kè bờ ao. Mỗi năm, ông tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo tại địa phương. Không chỉ đóng góp về tiền của, ông còn tích cực đứng lên vận động nhân dân ủng hộ xây dựng các công trình văn hóa thôn với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, khu nghĩa trang mới hơn 400 triệu đồng, xây dựng nhiều tuyến đường tự quản của cựu chiến binh. Trong dịch COVID-19, ông đã ủng hộ hơn 2.000 khẩu trang và xung phong tham gia trực chốt để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong những năm qua, ông làm tốt cái khâu xã hội hóa trong việc mà vận động con cháu ủng hộ các công trình phúc lợi, là một tấm gương rất là tiêu biểu trong mọi phong trào hoạt động của cựu chiến binh nói riêng và phong trào hoạt động của địa phương nói chung. Trong đó, bản thân tôi là một lãnh đạo địa phương cũng luôn luôn gọi là nhìn vào cá nhân của ông Vũ Công Ngoại để chúng tôi noi gương. Với những việc làm thiết thực, ông Ngoại vừa vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.